Tyson Fury phản ứng gì khi bị buộc đấu với White sau trận đấu với Wilder? Tyson Fury không cảm thấy lo lắng khi WBC buộc anh phải đấu với Dillian White, trong trường hợp nhà vô địch 33 tuổi thắng Deontay Wilder một lần nữa. Vào thứ tư tuần này, thì tổ chức WBC đã xác nhận rằng người giành chiến thắng trong trận Fury và Wilder 3 sẽ bảo vệ danh hiệu trước Dillian White. Tất nhiên với điều kiện là Dillian White phải vượt qua Osterwalin trong màn so găng vào ngày 30 tháng 10 tới. Fury hoặc Wilder sẽ đấu với kẻ vô người nếu như họ không đạt được thỏa thuận thượng đài cùng Oleksandr Usyk, và tân vương người Ukraine dường như chưa vội vàng trong việc đối đầu giữa hai ngôi sao nói trên, vì võ sĩ này cần tập trung vào cuộc tái đấu với Anthony Joshua trong thời gian tới. Khi nghe được những thông tin mình phải so tài cùng Dillian White, Fury đã nói với các phóng viên: "Đó là điều dường như tôi chưa từng nghe nói tới và cũng không có hứng thú vào lúc này. Tôi phải đương đầu với Deontay Wilder trước, sau đó tôi sẽ cùng những người trong đội ngồi lại và thảo luận về mục tiêu tiếp theo", TalkSport dẫn lời của Fury. Vừa Gibside nói thêm về những đối thủ của mình ở hạng nặng: "Dựa vào thành tích thì tôi có thể đánh bại tất cả những người đó. Từng người trong bọn họ đều không thể thắng tôi. Chẳng ai có thể làm được điều đó cả." Đại diện của Fury ở Mỹ là Bob Arum cũng có những chia sẻ với AFL TV. Lần trước, Dillian White là người được ủy quyền tranh đai. Cậu ta đã đấu với Alexander Povetkin và bị hạ gục. Để tôi nói cho các bạn điều này, Wallin là một đối thủ đáng sợ và tôi thấy rằng cậu ta sẽ đánh bại Dillian White. Tôi khẳng định điều này mà không cần cân nhắc. Tôi không cho rằng White sẽ vượt qua được Osterwalin. Wallin rất giỏi, còn White thì không như vậy. Khi được hỏi rằng nếu White thắng Osterwalin, liệu tay đấm này có chạm trán Fury tại Las Vegas hay không? Arum đáp lại: "Tất nhiên là ở Las Vegas. Những trận đấu lớn thuộc về nơi này, đôi lúc bạn thấy nó ở Anh, nhưng số tiền kiếm được theo lượt xem tại Mỹ là lớn nhất. Cánh cổng du hành vốn đã bị đóng chặt sẽ được nhấc lên vào tháng 11. 10.000 người hâm mộ nước Anh sẽ đến để theo dõi trận đấu. Họ muốn tới Las Vegas, thành phố này được tạo ra dành cho khách du lịch. Vậy nên nó sẽ tiếp đón họ tốt hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury tuyên bố sẽ khiến tên yếu đuối Wilder giải nghệ. Hai võ sĩ Tyson Fury và Deontay Wilder thì đã tranh luận điều gì ở cuộc họp báo trước ngày tái đấu? Cảnh tượng Fury đối mặt với Wilder như thường lệ ở các buổi họp báo đã bị hoãn lại vì tính căng thẳng trong màn tranh luận dữ dội giữa đôi bên. Một lần nữa thì vua Gibside gọi đối thủ người Mỹ là tên yếu đuối cùng kẻ ăn bám trong lần giáp mặt trực tiếp mới đây tại Las Vegas. Về phía Wilder thì tay đấm 35 tuổi cũng không yếu thế. Oanh tạc cơ sắt tuyên bố là Fury là kẻ gian lận, làm nổ ra màn đấu khẩu không khoan nhượng kế tiếp. Tiếng tranh cãi của Fury và Wilder lấn át lẫn nhau khiến cho Bob Arum đã phải hủy bỏ thủ tục truyền thông nói trên. Wilder khẳng định về vụ việc bị lừa gạt bởi đối thủ người Anh: "Tôi không hề hối tiếc, dù có súng mồ thì tôi vẫn tin vào điều mình đã tin." Fury đáp lại: "Câu hỏi của tôi là nếu tôi thắng chỉ bởi gian lận, vậy tại sao tôi phải thay đổi mọi thứ và đấu một trận nữa?" Sâu thẳm trong tâm hồn mình, anh ta biết rằng bản thân anh ta đã thua và sẽ thua một lần nữa. Sau trận đấu này, anh ta sẽ trở lại với nghề giao thức ăn nhanh mà anh ta từng làm trước đây. Đó là sự giải nghệ. Anh phủ nhận nhưng anh đã bị knock out. Hãy ban cho mình một đặc ân và giải nghệ. Danh tiếng và tiền tài của anh chỉ có một vài màu nhỏ. Dù có ngụy biện như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã bị tiêu diệt. Không ai tin vào anh cả, Wilder. Họ cười nhạo anh, một tên yếu đuối. AFL TV dẫn lời phát biểu của Fury. Rõ ràng thì những tranh luận gay gắt trước thời điểm thượng đài giữa Fury và Wilder sẽ càng làm cho màn so tài giữa họ thêm cuốn hút. Xét cho cùng thì đây cũng chỉ là một cách thức củng cố tâm lý của bản thân trước trận quyết đấu mà thôi. Để giành được thắng lợi sau cùng thì cả hai phải thể hiện được kỹ năng cùng sức mạnh trong những nắm đấm của mình trên sàn đấu. Vua Gibside thì sẽ tiếp tục duy trì ngôi vương WBC, hay là oanh tạc cơ sắt sẽ đánh chiếm lại những gì đã từng thuộc về mình. Mọi thứ sẽ được làm rõ trong trận đấu diễn ra vào 11 giờ ngày mai, mùng 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
Fury có kế hoạch đạt trọng lượng lớn nhất trong sự nghiệp ở trận tái đấu với Wilder. Tyson Fury có những chia sẻ đáng chú ý trước trận chiến bảo vệ danh hiệu WBC hạng nặng cùng đối thủ nhiều duyên nợ, Deontay Wilder. Vào ngày 9 tháng 10 tới, vua Gipside sẽ so tài lần 3 cùng Wilder nhằm duy trì đai vô địch WBC mà mình đang sở hữu. Đây là lần đầu tiên võ sĩ thách bại thành Manchester trở lại võ đài kể từ tháng 2 năm 2020. Trong chiến thắng gần nhất trước Wilder, Fury đã đạt trọng lượng 124kg và tạo ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình. Dù thế, có vẻ ngôi sao 33 tuổi vẫn chưa hài lòng với chỉ số cân nặng này. Fury có kế hoạch gia tăng trọng lượng nhiều hơn nữa, nhưng hiện tại sự chuẩn bị của anh đã bị cản trở bởi bản thân dương tính với Covid-19. Fury phát biểu trong một cuộc họp báo: "Tôi đang tiến hành nó, tôi đã dính Covid-19, tôi mất cả tháng trời vì nó và điều này không tốt một chút nào. Điều trị dịch bệnh này mất rất nhiều thời gian, tôi không biết liệu mình có đạt được trọng lượng lớn nhất trong sự nghiệp hay không, nhưng nó sẽ giúp tôi có được những cú đấm mạnh nhất. Đừng lo lắng về điều đó, hiện tại chắc chắn tôi đã vượt qua con số 122kg. Vinh quang chỉ thuộc về tôi hoặc Wilder, tôi chưa bao giờ bất ổn ở trại tập huấn và đang đạt thể trạng tốt nhất trong cuộc đời mình. Tôi miễn dịch với mọi tổn thương, đó là điều quan trọng nhất. Tôi đang hướng đến trận đấu đó, thật khó để chờ đợi lâu hơn." Hồi hè này, Fury từng được lên lịch đối đầu với Anthony Joshua nhằm thống nhất các danh hiệu hạng nặng. Dù vậy, kế hoạch này đã bất thành vì sự can thiệp vào phút chót của Hội đồng Phân xử nước Mỹ, buộc tân vương WBC phải tái đấu với Wilder. Và giờ đây, khi Aziz thất bại trước Usyk, cơ hội để ngôi sao boxing hàng đầu nước Anh so tài càng xa vời hơn. Sau trận thua của Joshua, Fury thừa nhận rằng tay đấm đồng hương chắc chắn đã bị thương và anh không có ý định châm chọc Aziz. Fury nói: "Usyk đã hoàn thành công việc của anh ta, đó là tất cả những gì tôi đã biết. Anh ấy đã thắng trận, chúc anh ta may mắn." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury rất dễ tổn thương, còn Wilder thì hung bạo. Theo người huấn luyện Malik Scott, Deontay Wilder chỉ cần 5 hiệp đấu để phục thù Tyson Fury trong trận tài chiến sắp tới. Wilder sẽ phải chờ đợi lâu hơn dự kiến để tranh tài WBC chính quy lần thứ 2 trong sự nghiệp, khi Fury không may nhiễm Covid-19 tại Anh. Theo đó, thì cuộc so găng lần 3 của hai ngôi sao hạng nặng này đã được lùi lại cho đến ngày 9 tháng 10. Dù trận đấu chưa diễn ra, nhưng huấn luyện viên của cựu vương người Mỹ là Scott đã nhận ra sự mong manh của Fury qua những chia sẻ mới đây cùng Sky Sports. Fury thi đấu với đôi tay hạ xuống và chiếc cằm hướng lên, kể cả khi lao về phía trước, cậu ta vẫn giữ đôi tay của mình ở vị trí thấp. Cậu ấy từng bị đánh ngã bởi những đối thủ sở hữu những cú đấm yếu hơn Deontay, cậu ta rất dễ bị tổn thương. "Tôi chưa bao giờ xem Fury thi đấu và thốt lên, wow, cậu ta không thể bị đánh bại." Trong thời điểm Fury thể hiện tốt nhất khả năng của mình, cậu ta vẫn có thể bị đánh bại. Deontay lúc này có thể hạ gục Deontay trước kia trong 2 hiệp. Cậu ấy tập trung hơn gấp 10 lần và tập luyện chăm chỉ hơn gấp 100 lần. Ở phòng tập, cậu ta rất hung bạo. Cậu ta sẽ là phiên bản Deontay Wilder tốt nhất mà các bạn từng chứng kiến. Rõ ràng Wilder và huấn luyện viên của mình đều đang rất tự tin trước màn tái đấu, nhưng nhà vô địch người Anh còn tự tin hơn với những phát biểu của bản thân cách đây chưa lâu. "Tôi đã tiết lộ chiến thuật của mình trong trận đấu năm ngoái, bởi vì Wilder không đủ giỏi để làm được bất cứ điều gì cả, và tôi sẽ lặp lại nó một lần nữa trong trận đấu này. Wilder chỉ có một chiêu bài duy nhất, vậy tôi sẽ làm gì trong lần này? Tôi sẽ đâm vào anh ta như một chiếc xe tải 18 bánh. Tôi chắc chắn rằng Wilder sẽ không thể vượt qua điều anh ta đã từng làm là cầm cự trong 7 hiệp." Dù vậy thì Scott vẫn tin rằng Wilder có đủ kỹ năng cùng sự thông minh để đánh bại Fury trong lần đối đầu sắp tới. Họ đã đánh giá thấp chỉ số IQ của cậu ấy. Cậu ta không phải là một gã to con ngốc nghếch chỉ biết tung ra những đòn tay phải. Đó là cách làm lúc cậu ấy nổi điên lên. Deontay sở hữu chỉ số IQ rất cao. Tôi đã nhìn thấy cậu ta sáng tạo ra sao, chọn vị trí như thế nào để dụ đối thủ vào bẫy. Deontay sẽ hạ Fury trong 5 hiệp. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.